tay tay đứng thì phải đứng lại một cái nha, cố gắng đừng rung tay nha con. Tay đúng không? À tay đúng. Để gần cái điện thoại, để gần cái điện thoại lại người em một tí. Sao càng ngày càng đi lên vậy mày? Nói à? Nói ngoài ra tí rồi. Ủa, con phải cứ để vị trí cái chúng mụn cho vô giữa màn hình nha. Lúc nào cái tay mụn cũng cho vô giữa màn hình. Ít thôi. Bắn. Chết rồi, con đi mặt bún rồi.
cường xuống để mình phải cường xuống để mà hồi còn nâng lên. Cục cải đĩa cao dữ không? Một hồi cái đi đâu luôn không biết. Xuống đi con. Đó. Gần đấy. Ngoài kia còn mấy người nghe mà con.
Ve xuống. Chị mỏi rồi không? Dạ. Mỏi chưa? Mỏi lưng con Hướng ơi. Chị cố gắng đừng có đơn tay con xíu nữa.
Nhìn cái mũi con đã, con đừng có lắc nữa. May mà hôm nay có mì trị. Đi em ơi, vô gỡ nạ cho khách chim bốn nào. Con để dần lại cho. Gỡ nạ cho cô kia chim bốn, xách điện thoại lại cân. Đây đây. Xé em tờ giấy à. Sao gì? Thấy tay bốn chưa? Con chặn nạ con gỡ cho cô đi. Tay bốn đâu? Để dần lại. Đúng rồi đó. Con cứ quên xong con nâng điện thoại lên nhé. Sao xa dữ vậy con, càng ngày con đi càng xa con. Đó, lau cho cô đi, trừ chỗ thuốc ra thôi, lau cho cô đi. Đường lại con. Để hàng ngày con đi đâu quá con. Xa quá con, không rõ.
Nó có hiện lên bao nhiêu phút không con? Không. Con thấy bông chưa? Thấy bông đâu mà con để đó. Con lau sạch cho cô chưa? Rồi rồi con. Con đói. Trời ơi, càng ngày càng đi. Trời ơi. Cô để hôn nơi trời. Đi xa quá rồi đó. Trời ơi, rơi tươi ta trên mặt. Còn lại con. Con cứ dí sát vô mồi vô mặt cho bố. Cái nằm dày bông nhắc con là nằm dày bông nhắc con là nhà của chị 80 chị. Mấy em ơi, coi con thối tiền thối cho bố con. Lấy khẩu trang mới cho cô con. Nó xin người một thông báo mới kìa. Kệ. Ở trên tủ đó. Dạ dạ, rồi lấy giùm em nha chị. Dạ rồi em cảm ơn nha. Mình tạm nghỉ chút. Tắt 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 đi. Gì vậy con? Dừng lại đi. Mình tạm. Tạm thôi chừng này nha mọi người ơi. Trong bé nghỉ tí ra quay nhiều quá nó mỏi. Ok.